kênh Hai Đăng xin kính chào quý khách, chào các anh chị và các bạn, những anh em yêu mến dòng xe cơ giới. Thì Hai Đăng chuyên giới thiệu về các dòng xe cơ giới, thì mời các anh chị và các bạn quý khách cùng các anh em hãy tham khảo và ủng hộ kênh để biết nhiều về giá cắt giá. Xin chào anh em, chào bà con nha. Hiện tại thì sau lưng mình là một con IHI là IS40GX, nó là 02 nha, chuẩn 02 nha, IHI nha. Thì con này là xích cao su. Hiện giờ là cái xe là xe nằm cũng tại bãi Long An nha, là IS40GX là chuẩn 02. Thì mình cũng muốn giới thiệu đến anh em cái con xe này. Thì anh em cứ tham khảo rồi mình sẽ quay cái video trực tiếp luôn. Thì giống như mọi con xe khác thì mình sẽ quay trực tiếp từng chi tiết cho anh em tham khảo. Thì anh em nào có nhu cầu hay là cần tham khảo con xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại mình để trên màn hình để biết về cái giá hoặc là chi tiết về con xe, hình ảnh về con xe. Thì mời anh em, mình sẽ quay trực tiếp cho anh em xem con xe này từng món luôn nha. IS40GX IHI nha, chuẩn 02 nha. Thì con này cabin capo cũng sơn lại nha, còn tất cả là còn để nguyên, không có sơn không gì hết nha. Rồi mời anh em nha. Đây là con IHI IS40GX 02 nha anh em. Nói chung những cái con 02 mà có cabin thì lâu lâu mới có về được một con. Thì con này có cabin xích cao su nha anh em. Nói chung là cái con này phần cabin với lại cần cũng là có sơn lại hết nha. Còn gào thì là gào mới hoàn toàn nha, một con cái gào mới luôn nha. Thế thì mời anh em tham khảo thì mình sẽ quay từng món cho anh em xem nha. Con này odo của nó là mới có chỉ có 4.193 nha anh em, đúng là giờ của nó rất là ít, nó hoạt động rất ít. Con trong cabin thì đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, cũng rất là tốt, rất là đẹp nha. Ghế ghiếc tay lái rồi vẫn còn nguyên hết. Nói chung là con này thì sơn lại, chỉ có sơn lại capo nè, cabin nè, còn dàn chân và dàn gầm rồi là vẫn còn nước sơn zin hết nha anh em. Và có một cái là cái gầu mới rồi nha, rắc cái gầu mới nha, gầu của nó thì mục rồi, bỏ rồi.
cô gái luôn. Không đổ hơi gì hết luôn. Máy là rất êm, rất ok rồi.